Lực lượng đặc công người Nhái tới hiện trường vụ sập cầu Phong Châu. Các chiến sĩ thuộc lữ đoàn đặc công hải quân 1. Đặc công nước đang lặn đây. Đang lặn tìm kiếm luôn nhé. Nếu mà có tìm thấy ai thì em chia sẻ trực tiếp bên trên này luôn. Đè lên sợ là đấy, người ta lặn sợ nó đè người ở dưới đấy ạ. Như kiểu nó trôi đổ xô vào nhau đấy ạ. Thì sợ ô tô đấy cứ dầm cầu sợ nó đè lên. Lực lượng đặc công người Nhái tới hiện trường vụ sập cầu Phong Châu. Các chiến sĩ thuộc lữ đoàn đặc công hải quân 126, quân chủng hải quân đã có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Dự kiến sáng nay, lực lượng này sẽ dùng khí tài lặn kết hợp với các phương tiện hiện có, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tại hiện trường thực hiện lặn tìm kiếm. Sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm được 4 nạn nhân, trục vớt được một xe đầu kéo, hiện còn 4 nạn nhân và 7 phương tiện chưa tìm thấy. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, giúp đỡ, tăng cường lực lượng chuyên trách giúp tỉnh tìm kiếm nạn nhân bị mất tích và phương tiện trong thời gian sớm. Bên này đây thì nó sẽ là trôi đi á, thì đặc công nước có thể là dò tìm những khảo sát. Dạ vâng, đúng rồi, lặn tìm người đấy chị Thủy Bi ạ. Cũng không biết được là có trôi đi xa hay không hay là ở đây. Còn hiện trạng cầu Phong Châu đây ạ. Nó hơi mờ nên mọi người xem tạm thôi nhé. Cầu cắt lúc 22 giờ. Lại một anh nữa lại lặn xuống rồi. Ta đã có một anh lặn xuống nhưng mà nước, dòng nước cũng khá là chảy đấy. Em đang ở đây nhá. Người Nhái đặc công lặn rồi bạn. Dạ đúng rồi, như mọi người có thể biết đây là đội đặc công nhá. Đặc công của hải quân nhá. Đây là áo của hải quân nhá. Chuẩn luôn, ok ạ. Xem người của quân đội lặn sẽ như thế nào. Đã. Lên cho em được không á? Lên cho em được không? Không, không lên được đâu. Anh lên cho em được không? Không, không lên được đâu. Bí mật được không? Bí mật quân sự. Bí mật nhá. À, quay bên kia cấm à? Bên này thì không thấy bảo gì. Thì em đang quay cầu nhá. Quay cầu. Dòng nước chảy hơi xiết. Đang tìm. Có bình oxy nhé. Lặn xuống tìm nhé. Hiện tại đang còn 4 ạ. Đúng rồi, việc gì khó thì đã có các chú bộ đội lo nhé. Sợ trôi đi đâu cũng không biết được. Nước ở ngoài dòng sông khá là chảy. Đặc công nước thì không phải nói rồi, ok. Chả ai nói trước được điều gì cả. Thế nên là phán đoán của bạn thì cũng rất chi là hợp tình. Cảm ơn anh Phạm Cường rất là nhiều. Bạn hỏi gọi cả họ lên mà vớt.
mình đây ra đấy vớt không khéo lại bám vào cây chuối, như khi lên chột là chui xuống gầm cầu lại thôi. Ai mà cho vớt sang nó không đi. Ở đó có chuyện gì vậy? À mọi người, ở đây thì đang có đội về để lặn để tìm kiếm đấy ạ. Đội thợ lặn đang tìm kiếm nhé. Hay mọi người có thể gọi cách khác gọi là người nhái đấy ạ. Đang có một anh đang lặn ở bên dưới nhé. Còn ở chiếc cầu kia thì hôm nay có xe cẩu nè, vẫn có xe cẩu. Chiếc cầu kia thì vẫn có xe cẩu đang cẩu nhé. Cái chuối đấy là trên sông, vị trí kia cẩu thì vẫn đang trong quá trình trục vớt cầu nhé. Trục vớt cái thanh cầu. Còn ở vị trí em quay ở dưới này đây thì đội thợ lặn đang lặn để tìm kiếm nhé. Em quay ngang điện thoại cho mọi người dễ nhìn nhé. Người dễ nhìn hơn không ạ? Chưa cẩu với sát. Ô, thuyền kia sao trôi nhanh thế? Ô. Gần, càng gần vào kia một anh đã lên, một anh đã lên rồi. Đã lên, đang kéo lên ạ. Dễ nhìn hơn rồi, ok. Kéo lên rồi, đang đưa tay lên, đang trèo lên, đang chuẩn bị trèo lên bờ, không biết có gì không. Có nha, anh đằng sau lưng có bình oxy nhá. Thì nói là mực nước cũng đấy cũng khá là xiết. Thế nên là quá trình lặn cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Đây là cầu Phong Châu. Đây là vị trí cầu phao đấy ạ. Lặn tìm người anh ơi, lặn tìm người anh ơi. Vẫn chưa thấy người mất tích do cầu. Dạ vâng, đúng rồi. Vẫn còn thiếu 4 người nữa. Vẫn còn thiếu 4 người nữa cô chú anh chị nhé. Thưa bà con mình, quá năm nay mưa nhiều, lúc năm nay mưa nhiều, mọi người có thể là nhìn cái lượng rác ở dưới này đấy ạ. Rác ở dưới này đây bám vào cầu. Các bạn cảm ơn đã cho biết tình hình 4 người luôn nhé. Nếu mà có tìm thấy ai thì em chia sẻ trực tiếp bên trên này luôn ạ. Vâng, hôm nay có đặc công người nhái tìm mất người mất tích nhé. Sợ trôi xa rồi cũng không biết được. Mọi người xem quá trình các anh tìm kiếm như thế nào, xem nếu mà thấy thì em sẽ chia sẻ luôn cho mọi người nhé. Tìm này hy vọng 50, đúng rồi, tìm này thì hy vọng 50, kể cả như là không đến 50, chỉ có là 5% hoặc 10% đi nữa thì cũng rất chi là may mắn rồi, cũng không cần thiết đến 50 đâu ạ. Còn mấy người chưa tìm thấy nữa bạn? À dạ, còn 4 người nữa chưa tìm kiếm thấy mọi người nhé. Còn cầu đây, cầu thì tìm kiếm ở ngoài giữa dòng sông này nhé. Hay không? Này lượng chuối nó táp vào đây nhiều này, rất
cầu nặng phết đi anh nhỉ? Nặng. Quá nặng luôn. Rất là nặng. Này như chiều hôm qua em thấy là thì các anh cán bộ chiến sĩ các khả năng trực 24/24 đấy anh nhỉ? Con trực đấy thôi. Trực đến lúc là cắt cầu thôi. Cắt cầu. Cắt cầu đội thợ máy thì phải ở đây trực cầu trực đêm. Vâng. Hình như là cũng là chia ca người trực đêm người trực ngày về cũng phải nghỉ ngơi. Thấy vất vả như sáng ngày em đi bên đường kia nó có kiểu đường thì hẹp, có một ô tô thì lại bên kia có một ô tô, sáng nay lại dính hết hơi, thế là người ta lại phải dừng xuống để thay bánh, rồi xong kiểu khi kiểu cứ đợi đến giờ để thông á, thế nên ùn ứ lúc đấy, xong thì khi bây giờ thì lại rất thông thả, lại chẳng có gì, qua giờ cao điểm cái lại thông thả. Sáng nay là lúc ghép vào nó chậm mất 30 phút. Dạ, ghép rồi. Nhưng mà nước chảy xiết này nó không thể kiểu gì cũng vẫn phải xê dịch. 6 giờ thông cầu thông báo trên website thông báo là 6 giờ là thông cầu. Vâng. Thế là chính vì thế nên nó ứ được tầm 30 phút là thấy lâu rồi, mà đường bên kia kiểu đường làng ấy nó lại xa nữa. Thế nên hôm nay lại cũng có một xe nó kẹp ở bên đấy nữa. Tối hôm qua lúc 6 rưỡi cũng có con xe ngay đầu cầu kia nó cũng bị chết máy. Sông này sông Hồng. Lào Cai, Yên Bái, Nguyên Lập Đục. Ở đây như vừa mới đây mấy hôm trước Hà Giang nó sạt lở cũng nguy hiểm. Thế mấy người kiểu đang đợi không nghĩ là sạt lở, xong lúc lại sạt lở đúng đến mình. Ở Hà Giang à? Vâng, ở km 51, 52 ở Bắc Quang, Hà Giang. Em là ở đâu? Em nhà ở Tam Nông. Em bây giờ đang đi làm. Em thì làm công việc tự do thôi. Các anh tối ngủ nghỉ ở nhờ nhà dân hay là vẫn ở trên doanh trại bên kia? Đang ở trong khu năm bốn. Khu 4 Hương Nội. Bắt đầu khu 4 ấy. À vâng. Trước là có hai đội, một đội hôm qua vừa về hôm qua rồi. Vâng. Ở đến cả khu 5 một khu 4. Đông, người duy trì như này cũng đông. Bây giờ rút bớt về đơn vị rồi. Nhưng mà cũng chuyển hết xe về đơn vị. Nhưng mà cũng may lắp được giáp này, người dân đi qua họ vui lắm. Vâng, đi chậm đấy, hút chậm cầu cái đâu cho bọn mình lên luôn chứ. Đêm là 11 giờ đêm. Vâng. 1 giờ đêm là bắt đầu đi, 4 giờ sáng là lên đến đây. Chính tất cả những cái cầu phao này từ 4 giờ sáng lên đấy. 4 giờ sáng là có mặt luôn. Có mặt luôn trong cái hôm đấy. Do bộ giao thông của sở này, của bên bộ quốc phòng ấy. Vâng. Bộ quốc phòng này, bộ giao thông vận tải ấy. Vâng. Nhưng quá trình thì lắp thì rất là nhanh thôi, nhưng mà quá trình chuẩn bị thì lâu. Một ngày là xong. Nhưng mà hôm đầu nước cao hơn này cả gần chục mét. Còn như rút rồi xuống cao, máu cầu kia còn chìm. Lúc đấy nước chảy mà bè rác quá là nhiều, mà muốn lắp cũng không thể lắp được. Dạ. Bến bên này em thấy đổ ngay đổ đêm, bao nhiêu xe công rõ to. Nó đổ đâu, cảm giác không thấy móng đâu. Như ngày xưa ở đây sửa cầu thì cũng lắp một lần rồi, nhưng mà quá trình lâu dài. Năm 543 đó, đơn vị là lữ đoàn 543 nó lắp một đơn vị của anh này, chỉ mang nó mượn những cái phao này lên thôi. Vâng.
ở đây ở lữ đoàn 513 này thiếu. Vâng. Thế nên là chuyển sang lữ đoàn 249 này mang lên. Cho nó mượn đấy. Vâng. Cho mượn thao đấy. Đấy là đây là 513 sửa chữa cái cầu này. Vâng. Còn bọn mình thì cũng đi làm mấy lần rồi, cầu Thăng Long, cầu Đuống. Vâng. Cầu Quý Lương. Cầu làm giải phân trục lũ của này đây là còn vẫn này vẫn còn nhanh đấy, tại vì nó còn có sẵn đường ấy anh nhỉ. Này nếu mà nó có không sẵn đường sẵn bến như này, bây giờ lại phải mở đường rồi tách hộ dân ra để lấy lối đi vào nữa thì còn vất nữa. Nhưng may đây là vẫn còn có đường sẵn để tư thế là bắc xong thì có thể gia cố thêm. Như hôm nay ở kia vẫn đang thợ lặn kia nhưng mà còn 4 người nữa mà không biết là tìm thấy được không, càng ngày càng khó. Đội hải quân lên mới bảo là lặn đấy ạ, thấy đưa tin lên trên báo là đi lên để lặn. Sáng nay mới lên. Vâng, sáng nay mới lên. Tự nhiên xe quay cầu mấy hôm đi đường vòng đi mất tầm 40 km lên tận cầu Ngọc Tháp mới vòng xuống được đúng một cây cầu, có cái cầu rất là quan trọng. Cầu gì trên này? Cầu Ngọc Tháp. Ngọc đi Tháp. Vòng qua cầu Ngọc Tháp thì mới vòng xuống được 40 cây, gần 40 cây. Bình thường thì mất vài phút đi qua mà. Vào đấy vài phút đi qua, đây mấy kia mà. Dạ. Đi vòng hơn 40 cây. Đi vòng khoảng 40 cây có người bảo gần hơn 20 ngày không được về nhà, mà rõ là gần. Nhưng mà vẫn may có bên chức năng bắc cầu cho này đi đỡ, chứ không thì còn khó khăn lắm. Đấy, như anh cũng biết sáng sớm lượng người qua lại quá là đông. Anh ngồi đây nhá, em xuống dưới này tí. Nhưng bẻ chuối còn ở mé bên chỗ bên tay phải em thì độ phần lặn vẫn đang trong quá trình lặn nhé. Xe chở nặng quá thì như anh ấy không chở đủ lên. Đây, mé bên này thì đỡ chuối hơn, mé bên kia thì nhiều chuối hơn. Lặn thì ở bên tay phải vẫn đang lặn nhé. Giờ lặn tìm gì, giờ lặn là xem có thông tin được không, có tìm thấy nó không, có thấy gì không. Vâng, chào chị Thủy Lê ạ. Đấy, anh bộ đội dãi nắng dầm mưa, nãy mưa ướt hết giờ lại khô rồi. Ok
giới thiệu một anh một đội, giới thiệu cho em một anh một đội với. Ok nhá, nhìn bạn này xem được không? À, nhìn một các anh bộ đội nhìn hiền lắm. À, xin chào em trai, xin chào chị Đức Hạnh nhá. À, mình nghĩ trôi xa rồi, cũng có thể là trôi xa nhưng cũng có thể là mắc kẹt lại. Mọi người không chặt. À, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe. Là bây giờ thì chưa thấy ai, không thấy nổi. Vâng, vẫn chưa thấy nổi ạ. Đội thợ lặn thì mong sẽ cố gắng là hôm nay thời tiết thuận lợi thì sẽ lặn được. Giờ còn 4 trên 8 nữa cả nhà mình nhé, còn... còn 4 trên 8 nữa. Xin chào Dũng, buổi sáng thật nhiều sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn mọi người ạ. Đang cập nhật tin tức tại cầu Phao nhé. Cái cầu Phao thì mọi người có thể nhìn các làn đường, các xe ô tô đi, cũng như là quá trình tìm kiếm nhé. Bên kia đội thợ lặn thì đã có một anh thợ lặn đang lặn xuống rồi nhé. Đang lặn xuống ở chỗ vị trí cầu sập đây rồi ạ. Nước chảy xiết vậy, giờ tìm ở đó không vậy được. Cũng không biết được, cũng có thể là sẽ trôi đi, cũng có thể là mắc kẹt lại. Nên lý do nào cũng có thể xảy ra thì mọi người chờ đợi nhé. Chờ đợi xem hôm nay sẽ có lặn được gì không. Tìm kiếm nạn nhân rồi, giờ hiện tại thì còn 4 trên 8 nạn nhân nữa nhé. Hai bạn 2K5 và Sơ Hằng và một cô đi bán hàng nữa. Đây là cầu. Còn một đáng quan tâm nhất thì vẫn là đội thợ lặn nhé. Đội thợ lặn để tìm kiếm lặn ở chân cầu. Nên đội thợ lặn đây ạ. Đã một người xuống đấy rồi. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị của mình. Đội người nhái đâu ạ? Đây. Đấy, mọi người có thể nhìn ở chỗ giữa màn hình đấy ạ. Đội người nhái đấy ạ. Khá là ngày dưới nước rồi, càng ngày càng khó tìm kiếm. Thế còn lượng xe ô tô lưu chuyển qua sông đấy ạ. Bên kia đội thợ lặn nó đang gần như quá trình lặn nhé. Giờ còn 4 người nữa, 4 người nữ nữa đứng rồi ạ. Ở đâu vậy anh? Ở đây này là cầu Phong Châu nhé. Trên địa bàn Tam Nông, Phú Thọ nhé. Cái cầu nối liền giữa Tam Nông sang bên Lâm Thao đấy ạ. Còn lượng xe lưu thông qua cầu thì ok rồi. Nhưng còn đội thợ lặn thì vẫn đang trong quá trình lặn. Nhiều người trải nghiệm đi bộ qua cầu. Thật lặn thì đang có một người, hai người đi xuống lặn nhé. Đang có hai người. Trời. Vâng, nên đội lại đi tìm người nhé. Nên đội thợ lặn đang đi tìm người, chắc là có dấu hiệu gì không. Nhưng mà mực nước đây cũng khá là chảy. Đây, cầu Phao đây ạ. Cầu Phao đây, lượng rác mắc kẹt ở đây. À, khoảng 22 giờ đêm thì tàu thuyền sẽ qua được nhé. Đang lặn tìm nhé, lặn ở chỗ lặn vị trí gần mấu cầu để có thể tìm kiếm thêm xem có nạn nhân không. Vâng đúng rồi, đang lặn tìm người nhé. Cầu Phong Châu lặn ở giữa dòng sông. Có vớt rác được không anh? À, rác này thì có nhé. Vẫn,
khi đến thì đến mà lượng rác nhiều quá thì nó sẽ có một đội đi để gỡ rác mà. Vâng, nhưng mà vẫn còn người chưa tìm thấy. Kia, yeah, đội thợ lặn thì đang di chuyển lên trên kia. Lặn đang áp sát đến chỗ chân cầu. Em ngồi bên Lâm Thao. À dạ vâng, em ngồi bên Lâm Thao nhé. Vừa nay đang đi xuống đường trượt té cả xuống đất. May quá không vỡ điện thoại, chỉ vỡ kính cường lực thôi, không vỡ điện thoại. Hay hôm nay có điểm gì chăng? Đi hơn 20 ngày ngoài này chưa ngã lần nào, xong tự nhiên hôm nay ngã, hay hôm nay có điểm gì không nhỉ? Thật là một cuộc trình đau thương. Cảm ơn gái Hoàng Phùng ạ. Cảm ơn cả nhà nhé. Đây là quá trình ở lặn nhé. Thì đây là quá trình thợ lặn áp sát cầu Phong Châu. Thì có thể lặn. Còn ở mé bên này đây thì lượng người di chuyển qua cầu này cũng khá là đông. Giờ đoàn xe thì thông thoáng hơn nhiều rồi. Anh quay phía cây cầu được không anh? Cây cầu nào Lilina nhỉ? Quay phía cây cầu nào nhỉ? Khả năng những người kia bù sôi đáy sông và cầu gãy. Ok, cầu gãy đây nhé. Đây, hai thuyền này đang áp sát phía cầu gãy. Đây, mọi người cũng có thể là chụp màn hình ảnh lại. À, cầu gãy bên kia sông thì ok, lại cầu gãy bên kia sông đây. Đây, cầu gãy bên kia sông đây. Đây là vị trí xe cầu đang cầu những đồ đây ạ. Cầu cũng được khá nhiều sắt đây rồi, đúng là không đơn giản. Để hiểu ra đúng không? Khi bắt cầu xong như này thì không hề đơn giản, khá là nhiều rác đấy. Quay thợ lặn em ơi, hình như người ta có thấy gì à? Cũng không biết được, không biết được có thấy gì không. Đây còn cầu phà đây ạ, rất nhiều rác ở trên này nhé. Oh, thì có tiếng gọi, không gọi gì nhỉ? Đây là ống à? Anh à. Còn mấy người nữa chưa thấy ra, còn 4 người nữa vẫn chưa tìm kiếm thấy cả nhà nhé. Còn 4 người nữa cô chú anh chị em ạ. Thế vừa gọi cái gì ạ? Mang đồ gì ra đấy hay sao nhỉ? Số xe trở tại rất nặng này. Đi ship thôi mà nặng thế. Đấy, đi giao hàng, nặng này, ôi, may thế, không ấy. Này chắc phải hộ tống qua tận bên kia đường mất. Xe chở hàng nặng quá. Ui, bên kia cũng có một xe cũng đang sang, phải đủ nhỉ. Xe này chở nặng thế. Hai xe liền đấy chứ. Tuyệt vời, siêu ghế đá đây đây mọi người ơi. Đây các anh chiến sĩ đây cũng đang rất chi là cố gắng giúp đỡ người dân qua cầu này. Chở hàng rất chi là nặng và lên dốc này có. Ok, chị cũng đã gửi lời cảm ơn đến anh hỗ trợ từ bên kia cho sang bên này. Không có các anh chiến sĩ thì ai lại hỗ cầu rất quá rồi. Hôm nay các chú đặc công nước đang lặn này, đang lặn tìm kiếm. Đấy, các chú đỡ người dân đẩy lên dốc này. Đặt
kia. Dạ vâng. Ở đây các chú vẫn trực mà hai bên trục đường đấy, giúp người dân, ví dụ xe nặng hay là các cụ ông cụ bà đấy ạ, đi xe đạp là các chú lại dắt, dắt lên cho các cụ. Dạ hiện tại còn 4 người nữa anh Cương Nguyễn ơi, hiện tại còn 4 người nữa. Dạ mắc giác kẹt này, đêm là tầm 12 giờ đêm trở đến 5 giờ sáng lực lượng chức năng thấy sáo rỡ nhịp cầu phao để cho cây cối và thuyền bè qua lại đấy ạ. Đây các chú đang đẩy rác qua đấy, mắc. Ném hết xuống sông. Nạn nhân trước tìm thấy cách cầu và dạ cách cầu hơn chục cây anh ạ. Và một anh tài xế thì mắc kẹt luôn tại trong cabin ở cầu luôn ạ.